Trang Một Số Ba mới đây cũng đã lật lại một sự việc diễn ra cách đây 24 năm khi Lâm Tâm Như mới chỉ có 21 tuổi, đang mới chỉ đóng một vài tập đầu tiên của Hoàng Châu Cách Cách. Và trong phòng hóa trang, lúc đang tập trung make up, Lâm Tâm Như bất ngờ bị thợ trang điểm lên tiếng mắng mỏ, mỉa mai: "Đừng thoa son đỏ nữa, cô có phải là Lâm Thanh Hà đâu." Và nhiều người sẽ nghĩ rằng Lâm Tâm Như khi đó diễn viên mới và sẽ cam chịu. Vậy nhưng nha, người đẹp thẳng thừng đáp lại: "Em cũng không phải là Lâm Thanh Hà mà." Sau đó thì cô tiếp tục thoa lớp son đỏ của mình. Ngoài ra thì thời gian này Lâm Tâm Như chịu áp lực rất lớn khi nữ sĩ Quỳnh Dao phật lòng vì diễn xuất không ấn tượng của mình trong những tập quay đầu tiên. Và thậm chí thì nữ diễn viên từng khóc lóc quỳ xuống cầu xin được giữ vai. Bằng những nỗ lực, Lâm Tâm Như cuối cùng không bị thay vai và nhận được vô số tình cảm của người hâm mộ. Còn bạn, bạn có từng chết mê chết mệt với vẻ đẹp của Lâm Tâm Như một thời trong Hoàng Châu Cách Cách hay không?